Chào các bạn, trong phần tứ trụ tiếp theo này tôi sẽ nói về đại vận, tiểu vận cũng như vận hạn hàng năm. Nói ngắn gọn để cho các bạn dễ hiểu thì trong cái lá số tứ trụ của một người, chẳng hạn là tôi lấy ngay cái thời điểm tôi đang làm sáng ngày hôm nay 10 giờ là Quý Mão này, trụ năm là Quý Mão, trụ tháng là Bính Thìn, trụ ngày là Quý Tỵ và giờ là Đinh Tỵ. Thì ví dụ với cái đứa trẻ sinh ra vào cái giờ này thì chúng ta chỉ cần ngày thôi. Ngày là chúng ta biết tính ra đại vận rồi các bạn. Ngày là tính ra đại vận được 10 năm. Mỗi đại vận 10 năm thì ngày tính ra được đại vận 10 năm. Còn giờ thì sẽ tính ra tiểu vận. Tuy nhiên là khi xem cho mọi người, tôi không xem tiểu vận mà cái này chỉ hướng dẫn trong cái khóa nâng cao vì nó mất thời gian và thực sự là cũng gì không cần thiết cho lắm. Cái thứ nữa là ngoài xem cái tiểu vận hàng năm của từng người thì cũng có cái vận hạn mà tôi có nói với các bạn là vì xem chung cho mọi người thì tra cái vận hạn hàng năm trong cái cuốn lịch Cát Tường hàng năm, tôi có một cái bảng cho mọi người thì nếu xem vận hàng năm các bạn xem vào đây nó sẽ nhanh hơn. Vận hàng năm thì các bạn tra ở trang 22 cái bảng Thái Tuế này này thì các bạn tra ở đây từ trang 22 thì mỗi năm thì tôi ghi từng tuổi, có luôn cái hóa giải luôn để các bạn đỡ phải thắc mắc. Ví dụ là trẻ 2023 Quý Mão đúng không, trực Thái Tuế này, nam thì La Hầu và Huỳnh Tuyền, nữ thì Kế Đô và Toán Tận, thì dùng nam dùng Linh Phù Ngũ Hành Thủy vào ngày Thái Ất, Linh Phù Thái Ất, nữ thì dùng Linh Phù Kim vào Trung Quỷ. Cái này thì tôi nói khá nhiều rồi, đây là cái vận hàng năm đấy, hoặc là ở trong cái cuốn Văn Khấn tôi tổng kết lại thì các bạn có thể tra cứu. Và cái này tôi cũng nhắc rất nhiều lần nhưng thực ra rất nhiều người chủ quan là đầu năm rất ít người mua hóa giải những cái này. Thường là mọi người cứ đến tháng 7, tháng 8 ấy, tôi tổng kết tôi để ý là mọi người cứ khoảng mất nửa năm đầu mọi người không hóa giải đâu, xong đến lúc giữa nửa năm khi mà mọi điều nó không như kỳ vọng thì lúc đấy mọi người mới cuống lên. Thậm chí có những người đến tận tháng 11, tháng 12 mới bảo thầy ơi em bị thế này, em bị thế kia, thầy giúp em gửi gấp để em hóa giải. Thế là mọi người rất chủ quan, xong đến lúc có chuyện, tức là có chuyện xảy ra mọi người mới vội vàng vàng hóa giải. Thì như tôi nói là không nên như vậy. Thường là mọi người phòng ngừa bao giờ cũng tốt hơn là có chuyện xảy ra rồi mới đi hóa giải. Hoặc là đáng nhẽ là đầu năm mình tốt, mình kích nó lên thì cả năm nó thuận lợi, thì nhiều người là chờ đến cuối năm nó không đạt như kỳ vọng, lúc đấy mới cuống thì thường là nó sẽ không thu được nhiều lợi ích. Đấy là tôi khuyên chân thành. Thì đấy là phần tiểu vận. Ở cuốn Văn Khấn chuẩn Việt Nam mà có hình ngài Thái Thượng Lão Quân ý, thì tôi liệt kê luôn một cái bảng sao hạn để các bạn tra hàng năm. Nếu mà không có điều kiện mua lịch thì các bạn có cái bảng này, nhưng mà cũng sắp hết rồi, ai chưa lấy thì lấy nốt, còn mấy cuốn đấy thì ở đây là có cái hướng hóa giải luôn. Ví dụ La Hầu thì dùng linh phù gì, Thái Bạch dùng linh phù gì, nói chung là hiện hết cho các bạn rồi, rất là dễ. Nên là thường khi những cái tiểu vận dễ mọi người có thể tự xem, và về cơ bản là tự xem và tự hóa giải được theo cái hướng dẫn của tôi rồi, đúng không? Cứ 9 năm cái sao hạn nó lặp đi lặp lại. Thì ví dụ năm nay các bạn có sao xấu thì bạn lấy cái hóa giải sao xấu, các bạn làm lễ, các bạn dùng xong hết đến hết năm, sang năm sau ví dụ được cái sao tốt thì các bạn lấy cái kích sao tốt lên, đúng không? Chưa nhiều người, tất nhiên là sao tốt thì các bạn không cần kích cũng được, tuy nhiên là muốn đạt được tốt hơn thì chúng ta nên kích nó lên, đúng không? Cơ hội nó đến với mình mà mình lại không đón lõng lấy, con chim nó bảo mai may túi ba gang đi mà đựng vàng thì bạn lại chủ quan rồi, thôi tôi có hai cái túi quần rồi tôi đựng thế thôi, đúng không? Tài lộc tôi chỉ cần đủ ăn thôi. Đấy là tùy quan điểm của từng người. Nên là tiểu vận thì tôi không nói nhiều nữa. Sang cái đại vận 10 năm ấy thì cái này mới là cái quan trọng, tại vì là có những người như tôi làm clip mẫu cho bạn xem là có những người cả chu kỳ đại vận. Tại vì trong cái tứ trụ cứ tính gì 8 đại vận là 8 đại vận 10 năm là 80, nếu đúng chu kỳ là 80 tuổi rồi, đúng không? Ai ít người sống quá 80 nên là thường tứ trụ chỉ tính 8 cái đại vận.
thì các bạn thấy là có những người nó cứ bình 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 cả cuộc đời này, nó không có một cái gì khởi sắc cả, thì chúng ta phải xem để chúng ta kích nó lên. Các bạn hình dung cái đấy mới là cái rất quan trọng. Hoặc là có những người thì vượng, nhưng mà ví dụ lại vượng sớm quá, vượng trước 10 tuổi, trước 20 tuổi thì nó chả có cái lợi lộc gì cả. Có thể là bạn có thành tích xuất sắc, bạn học sinh giỏi, bạn thưởng này thưởng kia, nhưng mà sau 20 tuổi chẳng hạn thì đại vận nó chả có gì, nên là lại chìm, mọi thứ lại bình bình. Có nghĩa là bạn sẽ thấy nhiều người là học rất giỏi, nhưng mà cuối cùng ra trường là chả làm ăn gì được, có khi lại gì mang chai nước mắm đi chào. Ngày xưa tại vì nói chai nước mắm vì mẹ tôi bảo là hồi mẹ tôi còn sống thì có nhiều người học kinh doanh trường thương mại các thứ xong đấy thì đến nhà chào bán chai nước mắm, xong mẹ tôi mới ở đấy nó đi học đại học xong thì nó cũng chỉ đi chào bán chai nước mắm chứ làm được cái gì đâu. Ý không phải coi thường, nhưng có nghĩa là học tốn nhiều công sức mà lại đi làm những thứ nó nhỏ nhỏ quá, kiểu như vậy. Ý của cụ nói như thế. Thì có thể là hồi nhỏ rất giỏi, đúng không? Vận hồi nhỏ sớm quá, đến lúc lớn lên thì lại không có gì ngôi, giống kiểu ngôi sao nó lóe sáng cái rồi nó tắt. Hoặc có những người thì đến tận 60 tuổi, hôm qua tôi xem cho chị 60 mấy tuổi thì mới vượng, thì làm ăn gì nữa, hết tuổi về hưu rồi mới vượng thì giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Cái chúng ta cần là một người nó phải vượng ở cái tầm giữa giữa, thì lúc đấy là bạn không cần kích, bạn cũng có tài lộc hoặc cũng phát triển sự nghiệp thăng tiến hoặc có này có kia, đúng không? Tất nhiên là như tôi nói là ít người được như vậy, nên là chúng ta mới cần kích hoạt lá số hoặc là hóa giải, làm sinh cơ để kích hoạt để hóa giải. Nên là cái soi đại vận mới là cái quan trọng nhất. Nên là khi xem sinh mổ thế, tại sao phải soi sinh mổ? Sinh mổ để làm sao là ít nhất là trong cái lá số nó có một cái vượng cả, đã vượng trẻ vượng già không cần biết, nhưng ít nhất có cái vượng thì mình kích sinh cơ vẫn tốt hơn là người bình bình. Người bình bình không có gì, giống các cụ nói cái câu là có bột mới gột lên hồ, đúng không? Lá số nó có bột đã, có một ít nó gột lên hồ thì nó kích nó dễ hơn, cái thành công nó dễ hơn. Còn người lá số nó không có gì kích thì tất nhiên là cũng sẽ được, nhưng nó lâu hơn và nó thì khó hơn, đúng không? Các bạn hình dung cái câu chuyện. Ở đây là tôi sẽ lấy ví dụ của đại vận của một chị hôm qua, chị nhờ làm sinh cơ, thì các bạn có thể thấy đây là đắc lệnh này. Đắc lệnh là 69 tuổi mới đắc lệnh, có nghĩa là 69 tuổi nó mới lên được như thế này, thiên tài. 69 tuổi mới có thiên tài, thì những cái thiên tài chính tài này tôi sẽ nói ở clip khác. Có nghĩa là tất cả cái cuộc đời trước hồi nhỏ đến lớn nó cứ bình bình như này, và mãi 69 tuổi, 69 tuổi mới vượng. Thì mình phải làm sinh cơ để cái vượng này nó đến sớm hơn. Các bạn hình dung không? Cái chu kỳ nó lại đến sớm hơn, được vượng hơn. Đó là lý do chúng ta cần sinh cơ cải vận. Tuy nhiên là phải nhìn lá số. Ví dụ người ta ít nhất có một cái đắc lệnh như thế này thì có nghĩa là chúng ta kích dễ hơn. Còn ví dụ một lá số mà không có một cái gì để vượng ấy, thì tất nhiên là gì? Nó phải lâu hơn. Hoặc ở đây tôi nói cho các bạn xem một lá số rất là xấu nha các bạn. Kiếp tài vượng này. Kiếp tài 53 đến 62 tuổi. Kiếp tài có nghĩa là thất thoát tiền tài, có nghĩa là vào 53 tuổi tự nhiên mất hết tiền bạc, đúng không? Mất hết 10 năm, đại vận tật 10 năm có nghĩa là mất rất nhiều tiền bạc, và đến 63 tuổi qua được kiếp nạn đấy thì may ra mới có tỷ kiên, tức là được bạn bè giúp. Nhưng mà trong cái tỷ kiên này không đồng nghĩa với tất cả bạn bè giúp, vì cái tỷ kiên này nó bao hàm cả ý nghĩa cạnh tranh các bạn nhé. Có thể bạn bè giúp, có thể các bạn lại bị một cái cạnh tranh rất là lớn. Nên là lá số này nhìn thì thấy vượng, nhìn thấy vượng nhưng thực ra là gì? Rất là xấu. Tại vì cả cuộc đời là bình bình, xong tự nhiên là đến giai đoạn này đã bình bình rồi lại còn đi xuống hố nữa. Các bạn hình dung không? Cái này là đi xuống vực đấy. 53 tuổi là đi xuống vực, có khi là phá sản vì kiếp tài mà. Xong sau đấy thì lại bị, một là bạn bè giúp, hoặc hai là bị cạnh tranh. Đấy, cái này là gì? Có tốt, có xấu đấy. Có phúc, có họa. Tuy nhiên là giai đoạn 10 năm này là gì? Cực kỳ xấu. Nếu không hóa giải sớm thì, tại vì khi làm hóa giải các bạn phải làm hóa giải trước nhá. Chứ ví dụ là đến tận 53 hoặc là 54, 55 bị phá sản rồi, lúc đấy gì mới vào đến nhờ thầy giúp, thì bạn đang hình dung là trước khi lao xuống vực
thì giúp bạn tránh cái vực đấy đi bao giờ cũng tốt hơn là đang lao xuống vực rồi mới kêu thầy ơi cứu em thì nó vẫn đang tuột rồi đúng không, thì nó vực dậy nó sẽ khó hơn rất nhiều. Lấy tiếp một ví dụ thứ ba này nữa mà theo đúng như nhà văn Nam Cao à, nếu tôi không nhầm, thì mô tả gọi là lá số xấu ma chê quỷ hờn. Vì các bạn thấy đầu tiên là thứ nhất là nó xấu, mọi thứ bình bình này, mọi thứ bình bình, nó không có cái gì. Và trong cả cái lá số của người này, trong cái tất cả cái đại vận này, các bạn không thấy cái gì về tài, tức là tiền tài nó không có luôn các bạn nhé. Tiền tài không có nghĩa là đã mọi thứ đã bình bình, tiền tài còn chả có, thì các bạn biết là cuộc sống nó sẽ khó khăn vất vả như thế nào, các bạn hình dung không? Rất là khó luôn. Thì cái lá số này nếu mà không kích sinh cơ mà lại như đi theo những cái trường phái gọi là tôi buông bỏ, tôi buông xả, tôi thiền rồi các thứ, thì không bao giờ khá lên được các bạn. Cái này không hóa giải, không kích hoạt, không bao giờ không khá được luôn. Tiền không có mà, lá số chả thấy tiền đâu. Chả có tiền đâu mà lại còn theo trường phái tu tập buông bỏ nữa, thì đã không có rồi còn buông bỏ, đúng không? Ví dụ có nhiều, tức là bạn có rất nhiều, bạn buông bỏ thì nghe nó còn hợp lý, nhưng mà không có gì làm sao mà buông bỏ mà đòi thành công được, đúng không? Gọi là để tích phúc được, tích phúc cho chục đời sau rất khó luôn. Nên là cái này bắt buộc phải hóa giải mới gì thay đổi được là số, thay đổi được cuộc đời. Thì cơ bản thì trong cái phần đại vận, tiểu vận và vận hạn thì hy vọng các bạn đã hiểu rồi. Tuy vận tôi ở phần cuối tôi vẫn chốt lại, thứ nhất là xem tiểu vận vận hạn thì cần giờ, tuy nhiên là như tôi nói là vận hạn hàng năm các bạn tra sách lịch, tra cuốn gì văn khấn của tôi là có là đủ rồi. Còn cái đại vận thì thường là các bạn phải học cái khóa tứ trụ các bạn mới biết tính đại vận. Tuy nhiên là tôi vẫn phân tích qua để các bạn hình dung là khi với những người mà không học muốn tìm hiểu, hoặc là khi tôi nói là số các bạn có thể hình dung ra là ví dụ 10 năm nó có cái chu kỳ 10 năm đấy, thì cái lá số của bạn có cái gì tốt hay không, hay là nó xấu. Ví dụ tốt thì chúng ta nên kích sớm lên, hoặc là nó đi qua mất rồi thì kích như thế nào, chúng ta phải hiểu cơ, đúng không? Nếu các bạn không hiểu, các bạn cứ đi xem bói rồi xem tử vi những chi trường phái đấy, thực ra là các bạn xem thì cũng chả có gì sai đâu, tuy nhiên là nó không giúp bạn hóa giải. Mà đã không giúp hóa giải thì xem chả giải quyết vấn đề gì cả. Rất nhiều người có thói quen là hàng năm đi xem bói, nhưng vấn đề là bói có giúp bạn hóa giải đâu, đúng không? Hoặc là mọi người cứ quen ở trên mạng bảo đi kẻ lá số nhưng mà có hóa giải được đâu. Vấn đề trọng tâm là chúng ta chỉ cần nhìn vào cái đại vận này này, nhìn vào cái lá số này này, chúng ta yếu cái gì chúng ta kích hoạt nó lên, đúng không? Các bạn cần thăng quan tiến chức, các bạn cần tài lộc thì chúng ta phải kích nó lên, hoặc là nhiều thị phi, nhiều cái gập ghềnh trắc trở, đúng không? Lá số xấu như cái là ví dụ thứ ba là nhiều gập ghềnh trắc trở thì chúng ta phải hóa giải đi.